Chà thế này nếu nhóm miền ở Sngao là mới chương trúc mà chạy chung của mẹ bọn tôi xin chà nếu nhóm miền chương trúc chung nôn 10 kg cặp chị đông tôi mồm chà hay nếu nhóm miền cửa xong là bao giờ mình thay mắc đã Sngao chung môn chương trúc nằm bởi mình khăn chú ý hay cặp khăn chạp chà mẹ rộng đấy là cửa sau tấm mà tết rộng tiền ở đông sức nô chà hay ngầm ngớ nếu nhóm miền chung đồn phi crop chà cứ ngầm ngay đấy nếu nhóm thương con ai môn năng do tới chụp năng sờ nó dùng từ phù huy tránh hay do crop tránh già nên không cắt chỉ đâm cho nó tôi bạn này hay đấy cứ chi làm lại ngào ngầm ngơi trà môn nó bóng đam tập nồi phú mà tập móc nên không đặt cường xong mới chỗ trà tập bị đặt cường xong chỗ rồi trà nên không đặt tập tray chấm nồi cần làm vậy xong nó tập bị đặt tập tray rồi nên không đặt bị chế chấm nồi một chong sạp bia cà phê ấm bớt chấm nồi một sạp bia cà phê trà tập mốt nên không đặt chân chụp chỗ một lần đồng ngó chân chụp đấy nên không đặt cương xong mình thay mình tịnh nó làm bài ai bị miên chia chà chà tập mốt nên không đặt đồng ngó chân chụp rồi ho tập tập việc hoi chà rồi bây giờ đồng ngó chân chụp hói nhưng khi mà phu ní cứ phu phu sẽ chinh một vị sang sẽ chụp chà được đôi chân chà đôi phu phu ní chân nhỏ chà phần tập mốt nên không chụp đang đặt ngoài chỗ hay ngoài thì đá ngó trên chúng tôi tập phối tiếp nên nhằm đại châu trà ở đồng ngô du tề từ Canada đồng ngô du nằm ngơi dưới nước trên chu khang trà nên xong chấp làm đại ngầm ngô chỗ mình tập mốc ở nên nhằm ruộng mở nên nhằm ruộng mở ta được qua ít biết nên nhằm có đại cơm xong mình thay em trà nên nhằm đại ẩm bấn mình thay em trong nguồn môi con tập đề cà phê bị chén trà trong nguồn cần là con dập được cà phê chà tập viên nhưng không đã mơ hay nhưng không phụ mơ đoàn tiết là mồm hói chà nhưng không đồ đã chàn hay ở chi ngầm người đá về đại dương nhắm đồ đã chán tập dương rồi trô chà hay xong nó ngào ngầm người chương trụ người đá miên tập văn đăng chà.